Kính thưa quý bà con cô bác, mình Toàn đang có mặt tại phố cổ của Hạ Long Bay. Và đây là cái mặt ngoài phố cổ Hạ Long Bay. Phố cổ này thì kiểu cách xây ở đây theo như mình Toàn cảm nhận thì có một cái gì đấy mà mỗi cửa hàng nó có gì đấy nó hơi cổ cổ với quý bà con. Và trước mặt chúng ta là cái trụ của cáp treo đi từ Hòn Gai sang Bãi Cháy. Rồi, em gái xinh đẹp thì xoắn mông lắm. Đây là cái một cái eo biển và các du khách nước ngoài về với Hạ Long Bay đây. Kính thưa quý bà con, bây giờ thì cái lượng khách về với Hạ Long Bay thì thực sự rất là ít. Chỉ cá nhân mình Toàn thấy chỉ một số cái khách lác đác của du khách nước ngoài mà thôi. Và đây là một số cái căn nhà cho thuê, nhà nghỉ khách sạn. Đấy, cái cáp treo đi từ Hòn Gai sang là nó sẽ dừng ở đây quý bà con các bác này, trước mặt chúng ta đấy. Ở Quảng Ninh thì cái Mường Thanh của Quảng Ninh nó cũng sẽ nằm ở đây. Đấy, nó nằm ngay trước mặt tiền của Hạ Long Bay luôn. Wow, gái xinh đẹp đi xe khá nhanh.
là cái đường lên núi này. Nhưng mà hôm nay mình toàn sẽ không lên núi nữa. Mình toàn sẽ đi dọc cái tuyến đường này để gửi lại những hình ảnh ở trên tuyến đường này đến quý bà con. Và mình thưa quý bà con các bác, mình toàn đang lưu thông trên cái tuyến đường mà từ Hạ Long Bay đi về ra ngã ba Hùng Thắng. Hiện giờ thì cũng là giờ tan tầm nên mà quý bà con các bác giờ cao điểm nên quý bà con các bác có thể nhìn thấy các cái lượng xe đi tham gia giao thông rất là đông. Đông thì là đông so với ở trong ngày ở đây thôi, chứ còn so với các nơi khác thì chắc cũng không đông lắm đâu quý bà con các bác ạ. Đường rất là vắng và rảnh. Và bên tay trái của chúng ta đây là cái làng chài. Làng chài này cũng là một trong những cái làng mới xây dựng của Hạ Long. Mình toàn xin phép rẽ phải đây. Mình toàn xin phép rẽ phải đây để gửi hình ảnh này đến quý bà con cô bác. Nơi bên kia là nhà hát. Đây là có cái á. Có cái ba kinh dâm. Chúng ta sẽ lưu thông trên tuyến đường mà về ao cá Hạ Long. Đây là đi xung quanh một cái hồ rồi, còn ao cá nó nằm ở góc bên kia quý bà con ạ.